Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Cho hốt lại những lá đơn mà ông Lưu Bình Nhưỡng đã rải, tô tổng có tật nên giật mình Ngày 1 tháng 12, Công an tỉnh Thái Bình cho biết Cơ quan điều tra tỉnh này đã đề nghị các tỉnh thành thống kê danh sách tiếp nhận kết quả xử lý các văn bản mà ông Lưu Bình Nhưỡng đã gửi với tư cách là đại biểu quốc hội khóa 14 2016-2021 và vai trò phó ban dân nguyện quốc hội cho tới nay công an Thái Bình vẫn khăng khăng khẳng định ông Lưu Bình Nhưỡng dính tới Phạm Minh Cường tức Cường Quắc về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Câu hỏi đặt ra là những lá đơn mộng Lưu Bình Nhưỡng đã chuyển đến những nơi cần đến theo yêu cầu của nhân dân thì liên quan gì đến hoạt động trấn lột các doanh nghiệp khai thác cát của Cường Quắc? Tội một đường nhưng thu thập bằng chứng một nẻo, điều đó cho thấy vụ án Lưu Bình Nhưỡng là vụ án mượn một tội danh để triệt hạ một người mà quá sốt sắn với những bất công, oan khuất của người dân. Hình ảnh, những lá đơn này liên quan gì đến hành động trấn lột của Cường Quắc? Càng ngày càng cho thấy công an tỉnh Thái Bình dùng tội danh cưỡng đoạt tài sản ghép cho ông Nhưỡng vào với Cường Quắc chỉ là bình phong bởi công an cần phải tìm ra một lý do gì đó để tóm cho được ông Lưu Bình Nhưỡng. Sau khi nhốt ông Nhưỡng trong bốn bước từ nhà giam, thì lại điều tra về những lá đơn mà ông từng gửi đi theo nguyện vọng của người dân. Một người thường có như nhận xét sắc bén về pháp luật, trong một tập thể dốt nát về luật thì sẽ lạc lỏng. Nói đầu xa, chính ông Nguyễn Phú Trọng đã không ngần ngại khi đưa ra quan điểm rằng quan chức nộp lại tiền tham nhũng thì được tha, chưa có một nhà nước pháp quyền nào trên thế giới mà hành xử kiểu như vậy. Chẳng lẽ bắt được một tên cướp, hắn chỉ cần trả lại tiền thì được tha hay sao? Trong khi quan điểm của ông Lưu Bình Nhưỡng về vấn đề này rất rõ ràng. Ông trả lời VTC News rằng quan chức có trả lại tiền tham nhũng cũng vẫn phải bị trừng phạt nghiêm khắc. Bởi đó là trừng phạt về hành động ăn cắp hay ăn cướp của người đó chứ không phải là người bị hại không mất tiền thì sẽ không bị trừng phạt cho dù kẻ ăn cắp hay ăn cướp có trả lại tiền, có khắc phục hậu quả, thì tội ăn cắp vẫn còn đó chứ không thể xóa bỏ tội danh. Đây là quan điểm đúng đắn, phù hợp với các nguyên tắc pháp quyền trên thế giới. Phát biểu này của ông Nhưỡng như một cái tác thẳng vào mặt ông Tổng Bí Thư, khiến cho ông Tổng nuốt hồng trôi. Nếu không có ông Nhưỡng thì ông Tổng đâu có bị lòi ra cái dốt như thế, cho nên ông Nhưỡng phải trả giá đắt cũng có lý do hình ảnh ông trọng từng bị ông lưu bình nhưỡng dội gáo nước lạnh về vấn đề xử lý quan tham với một người hiểu luật và dám nói thẳng thì bộ chính trị vừa sợ vừa ghét không chỉ ông nguyễn phú trọng mà cả ông tô lâm cũng không ưa gì ông lưu bình nhưỡng trên nghị trường ông nhưỡng nhiều lần phát biểu đụng chạm tới ngành công an thực ra ông tô lâm mượn tay công an thái bình để trừng trị ông nhưỡng mà thôi cần công an tỉnh để ghép ông nhưỡng vào một tội liên quan đến dân bảo kê vừa để đánh lạc hướng dư luận vừa để hạ nhục ông việc cho công an thái bình đi vét hết những lá đơn mà ông nhưỡng đã gửi cho thấy ông tô lâm đang sợ những lá thư này bằng cách nào đó có thể lọt vào tay bọn phản động thì lại đỡ không kịp việc bị lộ clip há miệng đớp miếng thịt bò giác vàng là kinh nghiệm xương máu cho nên giờ đây tô lâm cho hốt lại bằng sạch những lá đơn mà ông nhưỡng đã từng gửi hình ảnh bắt ông lưu bình nhưỡng ngành công an của ông tô lâm bớt đi nỗi lo rớt mặt nạ. Một người hiểu luật, từng là giảng viên Đại học Luật Hà Nội, ông Nhưỡng đã chứng tỏ ông là người hiểu biết hơn phần còn lại, gồm những kẻ quyền cao chức trọng với đủ thứ bằng cấp và danh xưng. Do đó, ông Nhưỡng đã khiến cho bọn người kia vừa hậm hực vừa lo sợ. Ác hẳn họ sẽ không để yên cho ông. Mà điều đáng sợ là ông đã làm cho ông Tổng, một người có tham vọng bước vào đền thiên của đảng, cùng với ông Hồ, ông Giáp bị ảnh hưởng đến danh tiếng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời Báo chấm D với bản tin cho hốt lại những lá đơn mà ông Lưu Bình Nhưỡng đã rải, tô tổng có tật nên giật mình. Tổng xây dựng con người mới xã hội chủ nghĩa, cái gì cũng giả, chỉ có lòng tham là thật. Ngày 29 tháng 11, công an Thủ Đức triệt phá đường dây làm hàng trăm bằng đại học, thạc sĩ giấy phép lái xe giả. Được biết, giả làm những tấm bằng giả này cực bèo, chỉ từ 1,5 đến 2,5 triệu đồng một tấm. Mới đây, ông Nguyễn Trường Hải, người từng là giảng viên, thậm chí giữ chức trưởng phó khoa ở một số trường đại học cao đẳng, bị phát hiện sử dụng bằng thạc sĩ, tiến sĩ giả. Điều nực cười là một người dùng bằng giả đi dạy thời gian dài mà không ai phát hiện ra. Vậy thì chương trình giảng dạy cũng chỉ là chương trình dởm, chương trình kém chất lượng nên ông giảng viên bằng giả này mới tham gia giảng dạy được. Cái sự nguy hiểm nhất của chính sách mà ông Nguyễn Phú Trọng đang dùng đó là ông dọn rác nhưng không dọn đến nơi đến chốn. Ông quét rác rồi tắp vào một xó xỉnh nào đó để tạo ra bề mặt sạch sẽ một cách giả tạo. Ông nói là ông chống tham nhũng và không có vùng cấm, nhưng cách chống tham nhũng của ông là không nhổ tận gốc mà chỉ đánh đến một mức nào đó rồi dừng. Cái gốc thì vẫn còn ở đó và nó đâm chồi nảy lộc phát triển tiếp. Những năm trước đây, vụ bán bằng của Đại học Đông Đô bị đổ bể, tuy nhiên chính quyền lại xử lý những người bán hàng mà không xử lý người mua bằng. Theo tờ báo Thanh Niên, thì mua bằng của Đại học Đông Đô đều là những người có uy tín mà những người có uy tín là ai thì ác người dân tự hiểu bởi những người này học hành không ra gì nhưng nhờ được xếp vào loại hạt giống đỏ mà leo cao khi có chức thì dùng tiền tham nhũng mua bằng để hợp thức hóa hậu vị của bản thân loại này đang được đảng cộng sản bao che người chịu trách nhiệm cho kiểu bao che này không ai khác chính là ông Nguyễn Phú Trọng hiện nay trung ương đảng có khoảng 200 người trong quốc hội có gần 500 người hầu hết các ủy viên trung ương đảng là đại biểu quốc hội còn những đại biểu ngoài trung ương đảng thì cũng là quan chức cấp đầu tỉnh trong đó cấp tỉnh ủy viên hay thành ủy viên rất nhiều hầu hết các vị này đều có bằng tiến sĩ thạc sĩ nhưng thử hỏi mấy người trong số đó có trình độ thật hình ảnh trong đảng người có uy tín rất đông cứ mỗi một kỳ họp quốc hội thì y rằng quan chức thì nhau diễn hài họ nói linh tinh làm tốn thời gian và tiền bạc của dân họ hợp mỗi ngày tốn hàng tỷ đồng nhưng chất lượng của những ý kiến thì vô cùng thấp từ đó phần nào người dân cũng ước lượng được chất lượng của thành phần quan lại trong chế độ này mặc dù là rất nhiều người trong số họ có bằng cấp rất cao nào là tiến sĩ nào là thạc sĩ thậm chí có những giáo sư nhưng lại không có một ngày nào tham gia giảng dạy ở chế độ này không ít quan chức dùng bằng giả, nếu không dùng bằng giả thì cũng là bằng thật, học giả. Nói chung, dù là loại nào thì cũng chẳng có kiến thức thật sự. Chính vì kiến thức rộng tuếch nên người ta mới đưa ra những phát ngôn ngờ nghệch khiến cho người dân phải lắc đầu ngào ngán. Các quan chức này có bằng giả, có trình độ giả, có đạo đức giả, tuy nhiên lòng tham của họ là thật. Kẻ nhìn ngắn thì lùa tiền hốt bạc một cách lộ liễu, kẻ có quyền lực cao hơn thì lùa tiền bằng chính sách. Còn kẻ quỷ quyệt nhất là kẻ tỏ ra không tham tiền, không can thiệp vào các chính sách để làm tiền. Kẻ đó chỉ tham quyền lực, thâu tóm quyền lực về tay mình, từ đó điều khiển những kẻ ở cấp thấp hơn. Hình ảnh ông tham nhưng rất nhiều người cho rằng ông chẳng tham gì, thế mới là cao thủ. Lòng tham của kẻ tham quyền kết hợp với tính toán thâm sâu thì nhiễm nhiên trở thành người trong sạch. Được tung hô là Sĩ phu Bắc Hà, hàng loạt những kẻ tham nhũng bị ông Trừng trị, nhưng người cả tin đâu biết ông trị là trị cho phe ông, chứ đâu trị để dân yên. Thử hỏi, từ ngày ông thẳng tay diệt trừ quan tham thì dân được gì? Đất nước này có hết bọn quan tham hay không? Hay là lại xuất hiện tầng lớp quan tham thâm hiểm và tinh vi hơn vì bọn họ biết học hỏi từ ông? quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của ngọc thơ thời báo chấm d với bản tin tổng xây dựng con người mới xã hội chủ nghĩa cái gì cũng giả chỉ có lòng tham là thật quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh youtube và facebook của thời báo chấm d để được cập nhật những bản tin mới nhất nhanh nhất và trung thực nhất ngọc thơ thời báo chấm d